Hello anh em, hôm nay thì mình mới quen được hai em hàng khủng nên là quay đại một cái vlog đập hộp và cảm nhận về em nó. Bây giờ tạm thời mình cất đi một cây nhé. Các bạn nhìn lên trên thùng đàn này, các bạn cũng biết em nó tên là gì đúng không? Đó là Roland A88MK2. Các bạn thấy nó rất là cồng kềnh, nó cao bằng mình luôn rồi đó. Bây giờ mình đốn hạ nó xuống coi. Để mình lấy cái cây đồ đông đào của mình ra để unbox nó nha. A88MK2 là một cái cây MIDI controller có lẽ là đối với mình và rất là nhiều anh em producer là hằng mong muốn sở hữu nó. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng mình cũng đã mở được cái thùng đàn ra. Giờ mình sẽ tìm cách để khanh nó ra ngoài mới được. Theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất á, thì cái cây MK2 này nó nặng khoảng 17,5kg. Cho nên là các bạn thấy mình bưng ra khá là cồng kềnh. Phụ kiện thì chúng ta có một sợi cáp USB Type-C sang USB Type-C. Cái đó mình làm rớt. Một sợi cáp là USB Type-C sang USB Type-A. Và trong này không biết cái gì đây. À, một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Rồi hết rồi, trong thùng có vậy thôi. Dẹp cái thùng sang một bên. Giờ đến nhân vật chính nè. Ông quay vô đây nè. À, cái mùi hương rất là quyến rũ. Đây nè, ông quay vô đây nè. Dòng A88MK2 thì logo Roland nổi bật ngay chính giữa so với dòng MK1. Các bạn thấy mặt sau nó rất là sắc sảo và nhìn rất là chuyên nghiệp. Các cổng kết nối của MK2 thì chúng ta có cổng pedal này, đầu nối MIDI in-out, cổng USB Type-C thay vì cổng vuông giống như là MK1. Đây là mặt trước của em nó nha. Dòng MK2 thì bổ sung thêm 8 cái nút bass và 8 cái núm xoay và đều có thể chỉnh màu sắc. Các nút chức năng thì khá là giống với MK1 và đặc biệt là cái ben Roland đặc trưng. Bây giờ mình sẽ ghim thử và bật thử nhé. Ok, nó lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ đàn một bài đang rất hot trong thời gian qua, đó là bài Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng MTP nha. Bạn nào muốn lấy cái beat này thì mình sẽ ghim cái link ở dưới phần comment nha. Các bạn nghe kỹ sắc thái mình đàn để xem nó như thế nào. Yeah, phê quá anh em ơi. Bàn phím của A88MK2 là bàn phím với tiêu chuẩn PSK4 với Kaplan và iRefill. Có thể nói đây là một công nghệ bàn phím cải tiến nhất của Roland. Mình là một người rất là khó tính trong vấn đề velocity của đàn. Mình đã từng chơi qua rất là nhiều dòng piano cũng như MIDI. Độ nặng nhẹ thì mình không nói, nhưng mà phải công nhận là velocity của cây MK2 này nó quá tuyệt vời. Những cái sắc thái mình muốn đánh nhẹ vừa, đánh mạnh rồi cực mạnh, nó thể hiện rất là tốt luôn. Các bạn quan sát velocity trên piano roll nhé. Nó có thể thể hiện rất là thấp và cũng rất là cao. Bàn phím với độ nảy và độ nhảy rất là tốt, giúp mình chạy những cái câu chạy ngón nhanh thì nó thể hiện rất là chính xác. Sau một ngày được trải nghiệm em nó thì cảm nhận ban đầu của mình là cái cây MIDI controller này rất là tốt. Nó có thể diễn tả được cái cảm xúc của mình qua từng cái nốt nhạc mình đánh luôn. Dĩ nhiên thì mỗi cây nó sẽ phục vụ một cái công việc khác nhau. Nhưng đối với mình, một người chuyên làm ballad, thì cây MK2 này thực sự mang lại cảm xúc khi đánh cho mình. Và nó rất là đáng đồng tiền bạc gạo.
Trên đây là bài review sơ về Roland A88 MK2 của mình. Nếu các bạn có góp ý và ý kiến gì, xin hãy để lại bình luận. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.